Huyền huyễn vạn giới chi vô hạn phản phái y y dây mở ra vô hạn phản phái hệ thống, một phần năm cầu cất chứa, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Sáng thế, đây là một cái không biết huyền huyễn võng du thế giới. Căn cứ tin tức tuyên truyền, tại trong thế giới này nhân lực có thể thắng thiên, quyền phá núi sông, đại năng có thể một cây thảo chém nhật nguyệt. Nói tóm lại liền không phải là thường nghiêu ích mà đổ bộ người chơi thì liền có thể lấy được cái nào căn bản không cách nào dùng khoa học giải thích lực lượng thậm chí. Vĩnh sinh lại tăng thêm liên bang địa cầu miễn phí cho dư mỗi người đổ bộ quyền lợi, có thể nói toàn bộ thế giới đều sôi trào. Lúc này, khoảng cách cái này nghịch thiên trò chơi mở ra còn có hai canh giờ, lại có vô số người ném rơi công tác, việc học cùng lập trình viên một dạng buồn tẻ mà nhiều lần công tác vì liền là chờ đợi hai cái giờ này đếm ngược từ đó dùng cái này huyền huyễn trò chơi tới cải biến nhân sinh bất quá tất cả người không biết cái này cái gọi là trò chơi chỉ là dùng không biết kỹ thuật đem liên bang địa cầu giá vào huyền huyễn thế giới tất cả người chơi từ đầu đến cuối chỉ có một lần sinh mệnh mà tại giờ phút này cái này to lớn huyền huyễn trong thế giới hạo thiên tông huyền huyễn trong thế giới một cái trung đẳng môn phái tọa lạc tại một cái bao la không bờ bến, bốn bể toàn núi mạch lục sắc rừng rậm, nhóm phong bên trong. Dạ phong 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây chớ khinh thiếu niên nghèo, trước mặt mọi người luận võ đài bên trên, một tên áo quần rách dưới. Toàn thân mang máu thiếu niên không để ý tới chung quanh khinh bị ánh mắt bực tức rời đi. Mà làm là người trong cuộc hưởng thụ chung quanh ánh mắt sùng bái dạ phong thì bày tỏ có điểm mộng vì cái gì câu này lời thoại cảm giác quen thuộc như vậy? Mà còn cái này ra hỏa cũng không gọi tiêu viêm đi. Chẳng lẽ ta xuyên Việt đã thành bị vai chính từng bước một làm nền, cuối cùng cao triều bạo phát boss? Mang theo rất nhiều nghi hoặc dạ phong ở chung quanh mang theo hình trái tim ánh mắt sùng bái, trong miệng la lên muốn vì hắn sinh hầu tử sư muội sư tỷ áp lực bên trong rời đi. Cuối cùng đi tới hắn hạo thiên tông hạch tâm đệ tử tư nhân môn viện căn cứ ký ức, hắn là nào đó cái thượng giới đại gia tộc, phái tới hạo thiên tông lịch luyện, trước mắt là tông môn hạch tâm đệ tử nhỏ nhất một vị, mặc dù bình thường trừ tông chủ biết bản thân thân phận. Nhưng hắn cũng không phải tới cá mặn, dùng 15 tuổi tuổi tác liền dễ dàng lực áp nơi này tuổi tác 40 tả hữu nhị đại đệ tử. Chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ siêu việt phong vương trưởng lão nhất đại đệ tử, trở thành tông môn từ từ bay lên tân tinh. Mà trái lại mới vừa cái kia kêu tiêu hỏa thiếu niên, nguyên bản là môn phái không có tiếng tăm gì ký danh đệ tử, kết quả không biết liên tiếp chiếm được kỳ ngộ gì. Đột nhiên dùng kỳ lạ hòa tính công pháp lực áp cùng thế hệ mà ra, ngắn ngủi một năm, liền từ lên đài cảnh nhị giai tấn thăng hồi nguyên nhất giai Sau đó lại ngắn ngủi mấy tháng không đến từ hồi nguyên nhất giai đạt đến nhị giai bởi vì nhìn hắn, dài quá xoái, sau đó bực tức xuất thủ kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, đối mặt loại này cùng bản thân kém hai cái đại cảnh giới kẻ ngu tiêu hỏa trực tiếp bị đánh thành chó, sau đó định dưới ước hẹn ba năm. Mã đan, quả nhiên biến thành trong tiểu thuyết bị làm nền sau đó tốt nhất bị treo lên đánh boss. Làm là kiếp trước một cái quen thuộc sáo lộ không thể quen thuộc hơn nữa nằm liệt viết lách, dạ phong lập tức liền rõ ràng bản thân tình cảnh mặc dù bản thân quá xoái bị người khiêu chiến cái này lý do có điểm gượng ép, nhưng chân heo loại này liền là một cái kỳ lạ sinh vật. Đi tới chỗ nào không không giải thích được xuất hiện mấy cái quái khiến hắn đánh, đoán chừng đều kỳ quái. Thiếu ra, tiểu tử kia thực tế quá cuồng vọng, không bằng. Lúc này, một tên mặt không biểu tình nam tử tiến đến, ngữ khí bực tức, dùng thủ đao tại cổ khoa tay múa chân một cái. Và URL bằng Windows. Location: Heres Window. Puppy giới tác bằng Window. Puppy giới tác Window. Puppy giới tác. Push. Zonet, 7254x. bgssp 7254u. URL. Vậy ngươi muốn làm gì? Kiếm nhất, kiếm nhất, ngẫm lại, cung kính mở miệng nói ra thiếu gia thân phận tôn quý tự nhiên không thể khiến thiếu gia bôi đen cho nên thuộc hạ nghe nói tiểu tử kia luôn luôn cùng ngoại môn đệ tử vị thứ nhất đã đạt đến hồi nguyên cảnh tam giai đỉnh phong tiêu càn bất hòa không bằng ngươi là dự định mượn tiêu càn tay giải quyết tiểu tử kia hiện tại bất kể thế nào nghe dạ phong đều có cho người đưa kinh nghiệm cảm giác tâm lý càng xác định bản thân biến thành phản phái sự tính là thiếu gia dạ phong lay lay đầu thuộc về hóa thần cảnh khí tức thả ra trong nháy mắt tựa như thần ma hàng lâm giống như đáng sợ lại tại làm cho người hít thở không thông bên trong thu hồi mở miệng nói không cần chỉ là hồi nguyên cảnh mà thôi bất quá chỉ xuống run dế nếu như lại không biết tự lượng sức mình một tát chụp chết hắn liền được kiếm nhất cảm thụ trong nháy mắt kia bị thiếu ra thu hồi khí tức tâm thần hơi hơi kích động không hổ là thiếu gia, tu vi thế mà đã đạt đến hóa thần cảnh tiểu tử kia dám khiêu khích thiếu gia, thiếu gia mới vừa vẻn vẹn một trường không có đánh chết hắn, chỉ sợ cũng đã mở một mặt lưới. Người đi xuống trước đi, đúng, người đi đem cái này tiêu hòa tài liệu chỉnh lý một phần, đợi chút nữa để ở chỗ này liền có thể, là thiếu gia, kiếm nhất gật gật đầu, lui ra ngoài. Mà trong phòng dạ phong đối tiêu hỏa khinh bỉ thoáng cái người có bàn tay vàng, liền không cho phép ta có hệ thống. Dạ Phong nhìn một chút đầu óc một cái thanh tiến độ 100 khởi động tuyển hạng, trong lòng mặc niệm khởi động. Đinh, siêu cấp nghịch thiên vô hạn phản phái hệ thống đã khởi động. Kiểm chắc ký chủ xem thường chân heo, khen thưởng phản phái hối đoái điểm 2000, tặng tân thủ đại lễ bao một phần, nghịch thiên vô hạn phản phái hệ thống, dạ phong nghe vậy, nhíu mày. Bản hệ thống bắt đầu là ký chủ dẫn nhập bản hệ thống tài liệu, mời tiếp thu, tiếp thu, Dạ Phong không do dự gật gật đầu. Tiếp theo khổng lồ tin tức lập tức tràn vào dạ phong đầu óc, bất quá bởi vì hắn cảnh giới tại cái này huyền huyễn thế giới hóa thần cảnh nhất giai, chẳng những không có bất kỳ bị no bạo cảm giác. Ngược lại cảm giác hơi ít, PS, cầu hoa tươi, cầu cất chứa, cầu bình giá huyền huyễn vạn giới chi vô hạn phản phái y y dây mở ra tân thủ lễ bao dung hợp chấn ngục thể, 2 phần 5 cầu cất chứa, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Căn cứ vô hạn phản phái thuyết pháp, cái này huyền huyễn thế giới cùng một cái địa cầu thế giới song song liên tiếp, người chơi có thể đăng nhập nơi này, tới lấy được lực lượng. Sau so hoàn thành loại nào đó nhiệm vụ lấy được được thưởng chờ chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi muốn săn giết ta cũng không có đơn giản như vậy đối vô hạn phản phái hệ thống cung cấp tài liệu khẽ quét mà qua dạ phong liền có ở hay không đi chú ý đối với cái này loại vừa bắt đầu đổ bộ tiến đến đều là đồ trắng tiểu bạch dạ phong tiện tay có thể nghiền chết bọn họ dạ phong mở ra vô hạn phản phái hệ thống thương thành phát hiện phía trên đồ vật thế nhưng là nguyên một đám đều có thể khiến người ta hâm mộ ra chảy nước miếng. Hỗn độn thánh thể, hối đoái điểm 100 ức, thanh liên ma thể, hối đoái điểm 100 ức hồng hoang bất diệt thể, hối đoái điểm 100 ức chấn ngục thần thể, hối đoái điểm 100 ức đại nhật kim ô thể, hối đoái 99 ức nhật nguyệt thần ma thể, hối đoái 98 ức ngàn hôn thương thành trên mỗi một cái thể chất đều có thể khiến dạ phong thấy thèm. Bất quá nhìn thấy dù là rẻ nhất thể chất cũng muốn ngàn vạn cấp bậc sau đó. Dạ phong nhìn một chút bản thân 2.000 điểm, chỉ có thể thầm than một tiếng. Liền là lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Xin hỏi phải chăng mở ra tân thủ lễ bao, mở ra đinh chúc mừng ký chủ lấy được thần cấp công pháp tổ long quyết tầng thứ nhất đinh chúc mừng ký chủ lấy được thể chất trấn ngục thể đinh chúc mừng ký chủ lấy được tùy cơ phản phái tiểu thế giới khai ích phù ích một kiểm chắc ký chủ lấy được trấn ngục thể xin hỏi phải chăng dung hợp hệ thống thoại âm rơi xuống là một hàng liên quan tới trấn ngục thể giới thiệu trấn ngục thể cực kỳ lan lộn tỉ mỉ lan lộn, nặng vô lượng, một máu vạn đều, đại thành có thể đạt tới chấn ngục thần thể, dung hợp, dạ phong mặc dù rõ ràng bản thân thể chất bất phàm. Nhưng cùng với có thể tu thành chấn ngục thần thể chấn ngục thể so sánh, dạ phong vẻn vẹn trần chờ một cái chớp mắt, liền không có chút gì do dự liền lựa chọn chấn ngục thể, bởi vì chấn ngục thể mới có thể khiến hắn đi càng cao đã xuyên việt qua tới. Dạ phong mục tiêu cũng không phải hạo thiên tông người người mơ tưởng để cầu phong hoàng cảnh, mà là thành tựu người thường căn bản không dám nghĩ vĩnh hằng. Bất quá một giây sau, dạ phong liền hối hận. Trấn ngục thể lực lượng quá bá đạo trực tiếp khiến hắn bộ này đã có thể so với đá vàng thân thể băng liệt ra từng đạo tế văn vết sách trải rộng tại dạ phong trên thân nhìn lên tới hắn hiện tại tựa như búp bê một dạng lúc nào cũng có thể sẽ phá toái một loại va URL bằng Windows. Location, href, window, puppy giới tác bằng window, puppy giới tác, window, puppy giới tác, push, zonet, 7254, x, bgssp7254, u, url, cảm thụ được cỗ kia cường đại đau nhức kịch liệt, dạ phong cắn chặt răng quan hắn thân thể vết rách tại dung hợp chấn ngục thể giữa bắt đầu mở rộng, nhìn lên tới dữ tợn vô cùng. Ánh mắt nhìn toàn thân mình vết rách bắt đầu tràn ra máu dấu vết, dạ phong không chỉ ám chửi mình vẫn là lỗ mãng. Theo lấy thời gian đưa đẩy, vết rách đang khuếch đại, dạ phong cho rằng bản thân thật muốn phá toái một dạng thời điểm. Hắn thân thể vết rách bỗng nhiên không đang khuếch đại, tràn ra máu dấu vết cũng tại bắt đầu hồi phục tái sinh máu thịt không tại có loại này mỗi một giây tựa như bị cự thạch nghiền ép cảm giác giờ phút này hắn nhìn lên tới hư nhược vô cùng kỳ thực huyết khí so mới vừa hồn hậu gấp trăm lần tại toàn thân chu thiên vận chuyển lực lượng cũng bắt đầu trở nên hồn nhiên nặng vô cùng trấn ngục thể dung hợp thành công đầu óc vang lên thanh âm cùng thân thể biến mất đau đớn khiến dạ phong thở pháo dùng hợp thành công, công tử ngươi không sao chứ, ngay lúc này, lúc đầu lui ra ngoài kiếm nhất cảm giác được động tĩnh bận rộn xông tới, nhìn thấy dạ phong trên thân vết rách tức khắc biến sắc. Cảnh giác chung quanh, nhìn hắn một bộ thề muốn tìm ra thích khách bộ dáng, dạ phong phất phất tay cười nói. Không cần lo lắng, cái này là ta lại tu luyện một loại công pháp, không nghĩ tới thế mà lại biến thành dạng này kiếm nhất nghe vậy ánh mắt liếc nhìn một vòng thở phào mới đưa lưỡi kiếm thả lại bên hông cung kính nói thật xin lỗi công tử là thuộc hạ quấy dày không có gì dạ phong không ngại lay lay đầu theo sau hắn đứng lên không để ý y phục trên vết máu hoạt động một chút tay chân chỉ gặp hắn nhấc chân ở giữa dưới chân phiến đá mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra vô số vết rách một màn này, khiến kiếm nhất tức khác con ngươi co rụt lại, biến sắc. Tông môn hạch tâm đệ tử chuyên trúc tiểu viện nhưng có trận pháp gia trì qua, phổ thông đệ tử thậm chí toàn lực một kích. Căn bản lưu lại không được bất cứ dấu vết gì có thể thiếu ra đã vẻn vẹn là nhấc chân giữa, hắn rõ ràng có thể cảm giác được không có vận dụng bất kỳ linh lực liền đem mặt đất đạp sụp đổ cái này cần đáng sợ cỡ nào nhục thể mới có thể làm được kiếm nhất nghĩ tới thiếu gia mới vừa nói tu luyện công pháp càng khiến hắn nhận định thiếu gia tu luyện tuyệt đối một loại thường người không cách nào tưởng tượng lực dạ phong thì là mặt lộ lúng túng nói nhìn đến ta cần một lần nữa luyện tập thoáng cái nắm giữ thân thể mặc dù hắn không có chấn ngục thần thể đại thành nặng đến ngàn tỷ tấn, có thể từ cái này đạp mạnh có thể nhìn ra, chỉ ít tại thượng vạn cân lực. So với hắn không có dung hợp trước đó, này cái gọi là đá vàng thân thể có thể nói là trong nháy mắt bị dây thành mảnh vụn. Mà còn dạ phong kinh hỉ phát hiện dung hợp chấn ngục thể sau đó, hắn trực tiếp bước qua hóa thần cảnh nhất giai thẳng tới hóa thần cảnh tam giai liên tục nhảy hai cái tiểu cảnh giới sau đó dạ phong khiến kiếm nhất sau khi rời đi, dùng hắn tu vi vẻn vẹn hoa ngắn ngủi vài phút không đến. Liền có thể tùy tâm tự nhiên nắm giữ chấn ngục thể. Mà ở thời điểm này, chỉ gặp một tên lo lắng 13-14 thiếu nữ trực tiếp vội vàng hấp tấp chạy vào tới. Đây là dạ phong tiểu sư muội bình thường một cái đầu có hố ngốc manh lô ly. Omega tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Omega, bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Huyền huyễn vạn giới chi vô hạn phản phái y y dây tu luyện tổ long quyết tầng thứ nhất, hóa thần tam giai đỉnh phong, 3 phần 5 cầu cất chứa, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com chỉ gặp nàng liền một thân thanh sắc liên y quần dài đều không để ý tới, tinh xảo khuôn mặt nhỏ xông tới nhìn thấy dạ phong này trên thân vết máu cùng vết rách sau đó. Tức khắc mũi ngọc tinh xảo chua chua, nhân tiểu quỷ đại nói khiến dạ phong cái chán trải rộng hắc tuyến nói. Tiểu sư huynh ngươi không phải cùng tiêu hòa tên ngu ngốc kia ước chiến người thế nào không còn sớm điểm cự tuyệt tên ngu ngốc kia công pháp thế mà có thể cho hắn vượt cấp thắng địch nhìn đem bản thân biến thành cái bộ dáng này đi. Phong Linh Nhi vừa nói, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng nện lấy dạ phong lồng ngực. Dạ phong thì là mặt sạm lại nhìn xem bản thân cái này mơ hồ tiểu sư muội. Loại này lực đạo, sợ đổi riêng người, bất tử cũng bị bổ đau đi nhìn thấy tiểu sư muội mũi chua chua bộ dáng, dạ phong đưa tay sờ sờ nàng đầu. Cười cợt nói, nhà ngươi tiểu sư huynh liền tính không có chết, cũng bị ngươi một trận loạn trùy đập chết đi, nhà sư huynh ngươi không có chuyện gì sao? Phong Linh Nhi nhìn thấy bỗng nhiên đứng lên tới dạ phong, tức khắc dọa nhảy dựng. Người cũng không nghĩ một chút sư huynh là cảnh giới gì, bằng hắn còn chưa đủ tư cách dạ phong tức khắc không nhịn được ngoác ngoác bản thân cái này mơ hồ tiểu sư muội mũi ngọc tinh xảo chỉ gặp phong linh nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ một hồng không nhịn được lui ra phía sau mấy bước mới ấp úng nói ra nhân ra cái này cũng không lo lắng ngươi nha đúng sư huynh phong linh nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên quơ quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn bực tức nói cái kia tiêu hỏa thật là đáng giận ra hỏa mấy ngày nay luôn luôn không giải thích được quấn lấy nhân ra lần trước đều đem hắn đánh thành đầu heo cái tên kia còn lộ ra một bộ cười ngây ngô bộ dáng dạ phong nhìn xem từ nhỏ cái này đi theo bản thân tiểu sư muội đang nghĩ đến tiêu hỏa tức khắc nghĩ thông suốt sẽ không phải tiêu hỏa cho rằng đánh bại hắn liền có thể vào bản thân tiểu sư muội này nhãn giới đi bất quá từ hiện tại kết cục đến xem xác thực đủ thảm vượt cấp thắng địch nếu như là tiểu giai đoạn còn nói được trực tiếp hai cái đại giai đoạn liền tính cho hắn hách đều là không thể nào nghĩ tới tiêu hỏa liền là chân heo sự tình đối phương không thể nào vô duyên vô cớ quấn lấy phong linh nhi vì thế dạ phong cùng phong linh nhi trong lúc nói chuyện trực tiếp dùng hệ thống kiểm tra một hồi phong linh nhi thể chất Kết quả thế mà là nắm giữ cái này huyền huyễn thế giới hai đại đỉnh cấp thể chất một trong. Phong linh thánh thể cùng phá vọng thể phong linh thánh thể thế nhưng là nắm giữ đỉnh cấp thân cận phong thuộc tính công pháp năng lực, tốc độ tu luyện càng là thường nhân gấp mấy lần. Thậm chí mấy chục lần, chỉ bất quá phong linh nhi bây giờ tu là Hạo Thiên tông công pháp, vì vậy tốc độ tu luyện muốn vẻn vẹn chỉ có người thường gấp mấy lần. Nhưng đừng xem Phong Linh Nhi tuổi tác liền so dạ Phong nhỏ hơn một tuổi, nàng cảnh giới thế nhưng là không thua kém dạ Phong hóa thần cảnh, so với đã 17 tuổi tiêu hỏa, còn cao ra một cái đại cảnh giới. Mà phá vọng thể, thì có thể cho nàng không nhìn hết thầy thiên giai dưới trận pháp cấm chế, cũng tự hồ là vì cái gì nàng mỗi lần đều có thể không nhìn cái này tiểu viện cấm chế. Đều có thể chạy vào tới nguyên nhân phong linh thánh thể hỏa thuộc tính công pháp gió có thể trợ hỏa nhìn đến tiêu hỏa là định dùng ta tiểu sư muội này làm lô đỉnh a dạ phong trong lòng gõ nghĩ thông suốt cái này hết thảy tức khắc đối tiêu hỏa cảm giác băng lãnh mấy phần nếu như dựa theo tiêu hỏa là heo chân độ tiến triển đến xem bản thân chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành đối phương từng bước một cuối cùng phản phái bàn đạp liền bản thân thanh mai trúc mã tiểu sư muội cũng khó bảo toàn Bất quá cái này hết thảy đã tuyệt đối không thể nào phát sinh. Và URL bằng Windows. Location. Hrep. Windows. Puppy tác bằng Windows. Puppy giờ tác. Windows. Puppy giờ tác. năm mươi 7254. X. BGSSP 7254. U. URL cái gọi là chân heo, hiện tại bất quá là hắn tiện tay có thể nghiền chết côn trùng mà thôi, dạ phong không ngại tước đoạt rơi hắn hết thảy, dù sao người nào khiến hắn phản phái đây. Tiểu sư huynh, người đang nghĩ gì thế, ta tại nghĩ. Người cái này tiểu nha đầu lúc nào gả cho ta đây, dạ phong nửa đùa nửa thật nói ra. Không, không nói với ngươi phong linh nhi cái này mơ hồ tiểu sư muội nghe vậy nghĩ tới khi còn bé như cái cái đuôi nhỏ đi theo bản thân tiểu sư huynh đằng sau tức khắc ấp úng cuối cùng bưng bít lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ chạy ra ngoài ha ha nhà đầu này dạ phong thu hồi ánh mắt bắt đầu đem bản thân sự chú ý đặt ở tân thủ lễ bao trên tổ long quyết tầng thứ nhất trên tổ long quyết chính là hồng hoang vô thượng tổ long phương pháp tầng thứ nhất là vô cực cảnh, tu luyện nhục thân, nhục thân tu luyện đỉnh phong, có thể đao kiếm không tổn thương, lực vượt 10.000 pháp tầng thứ hai chính là tu luyện linh hồn. Đỉnh phong tu thành pháp tướng thiên địa, trấn áp hết thảy, lực vượt 10.000 quân tầng thứ ba, chính là thần thông dây lát hơi thở nghìn dạm sơn hà nát vẽ một chỗ là hoàng tầng thứ tư tức là bất tử bất diệt mà đến tầng thứ năm liền là dùng thân hóa long đạt chân chính hóa thần chi cảnh vạn trượng long thân long thân đi qua ẩn thiên tế nhật tổ long quyết mỗi một tầng đều đáng sợ vô cùng mà đến tầng thứ tư liền là bất tử bất diệt tầng thứ năm là dùng thân hóa long đáng sợ nhất cái này công pháp có chừng tầng chín mặc dù dạ phong trước mắt chỉ có tầng thứ nhất tu luyện nhục thân phương pháp nhưng mà đừng quên hắn là cái gì thể chất. Chấn ngục thể chấn ngục thể bản thân nặng vô lượng, huyết khí hồn hậu. Động thì vạn cùng đại thành càng là có thể tấn thăng chấn ngục thần thể nếu như tại phối hợp tổ long quyết luyện thể chi pháp dạ phong nhục thể đem sẽ đáng sợ cỡ nào. Giờ phút này hắn mặc dù là hóa thần cảnh tam giai nhưng nếu như phối hợp chấn ngục thể cùng tổ long quyết đều ra hắn đại có thể nhảy đại cảnh giới đối chiến phong vương trưởng lão minh bạch giữa hai bên liên quan. Dạ phong không có chút gì do dự trước đem tổ long quyết tầng thứ nhất chút vào đầu óc bắt đầu tu luyện. Chỉ gặp rồi rào linh lực phối hợp này chấn ngục thể hồn hậu huyết khí, bắt đầu ở dạ phong toàn thân chu thiên vận chuyển, cực kỳ lan lộn tỉ mỉ lan lộn phía dưới. Mỗi một lần chảy xuôi chu thiên linh lực đều dồi dào vô cùng, mơ hồ có hình rồng hư ảnh tại kinh mạch du tẩu, tại chấn ngục thể trọng vô lượng đặc chất dưới. Hắn nhục thể lần nữa, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ bắt đầu bị cô động cường hóa cuối cùng, làm dạ phong mở ra đôi mắt trong nháy mắt. Mơ hồ có một con cự long long ngâm tại hắn tiểu viện ngút trời mà lên chấn động cả cái tông môn, mà hết thảy này, đại biểu cho, chấn ngục thể cùng tổ long quyết hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, dạ phong tổ long quyết tầng thứ nhất đã trực tiếp bước vào tiểu thành. Nguyên bản hắn hóa thần cảnh tam đoạn, đã thẳng tới đỉnh phong PS. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu bình giá. Huyền huyễn vạn giới chi vô hạn phản phái y y dây sử dụng tiểu khai ích phù 4 phần 5 cầu cất chứa, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com không sai hóa thần cảnh tam giai đỉnh phong phong nhi ngút trời mà lên long ngâm chấn động toàn bộ hạo thiên tông khiến vô số đệ tử tâm thần suýt nữa thất thủ mà ở lúc chỉ gặp một đạo áo trắng phiếu miểu tiên tử thân ảnh xuất hiện ở dạ phong trong phòng nàng dò xét qua đi một đôi thanh tịnh mắt đẹp cực kỳ vui vẻ yên tâm có thể tiến hành ngắn khoảng cách di động, lại tăng thêm tới lui tự nhiên, trước mặt người này xuất trần không nhiễm tuyệt mỹ tiên tử thân phận Dạ Phong đã rõ ràng. Trước mắt Hạo Thiên Tông duy nhất tại Phong Hoàng Cảnh Tông chủ, Vân Huyền Thanh, mặc dù Hạo Thiên Tông tông chủ là một nữ tử rất khó khiến người tin tưởng, nhưng thuận tiện nhắc tới. Nàng cũng là Dạ Phong sư tôn thân là hạch tâm đệ tử, cũng không có nghĩa là dạ phong nhất định phải có cái lão đầu trưởng lão làm sư tôn, mặc dù mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều là trưởng lão đệ tử. Nhưng mà hắn lại là tông chủ đệ tử đồng thời là duy nhất có thể nói, Vân Huyền Thanh biến tướng tới nói, liền là dạ phong tại hạo thiên tông lớn nhất, cũng là mạnh nhất chỗ dựa. Ân, dạ phong từ giường chiếu trên đứng lên gật gật đầu, hơi hơi hành lễ không sai, đã phong nhi ngươi đã đột phá hóa thần cảnh tam giai, này sau 7 ngày tông môn thi đấu một chuyện liền giao do ngươi phụ trách. Vân Uyển Thanh đối dạ phong biểu hiện cực kỳ hài lòng gật gật đầu, không kiêu không kiêu ngạo. Chỉ có dạng này người mới có thể đi càng xa hơn mà còn tuổi gần 15 tuổi hóa thần cảnh tam giai đỉnh phong chỉ sợ phóng mắt cổ kim, dạ phong cũng là kinh diễm vô cùng dựa theo dạng này độ tiến triển xuống dưới chỉ sợ không phải đủ trăm tuổi liền có thể phong hoàng có thể nói vân uyển thanh đối bản thân cái này duy nhất đệ tử đã hài lòng đến không thể lại hài lòng là sư tôn dạ phong trả lời nói ra hắn tâm lý nơi nào còn không biết rõ ràng cái này đoán chừng là tiêu hỏa cái này cái gọi là chân heo muốn tấn thăng nội môn đệ tử tiết tấu đến mức tiêu hỏa đến lúc có thể hay không kinh diễm tứ tọa, lúc này hết thầy vẫn là không biết. Vân Nguyễn Thanh gật gật đầu, nàng lại ngừng bước chân, tựa hồ dự định nói cái gì, nhưng lại lay lay đầu tại chỗ biến mất. Lưu lại một cái không nghĩ ra được dạ phong, bất quá dạ phong rất nhanh liền đem chuyện này để ở một bên trước mắt hắn tổ long quyết đã bước vào tiểu thành đạt kiên cố không phá vỡ nổi nếu như muốn càng gần một bước chỉ có dùng người phi thường phương pháp tới rèn đúc trong ngoài hắn nghe nói tại hạo thiên tông ở ngoài ngàn dặm có một tòa nóng bỏng bất quá nghĩ tới trước mắt hắn chỉ có thể trước buông xuống một chút chờ tông môn đã tỉ thí sau hắn lại đi mặt khác bởi vì phong linh nhi người tiểu sư muội này thái độ khiến dạ phong ngoài ý muốn lấy được một nghìn phản phái hối đoái điểm cũng xem như là một khoản không sai thu vào đồng thời vô hạn phản phái hệ thống lúc này tại dạ phong đầu óc hơi hơi nhắc nhở một chút cũng liền là những cái được gọi là đồ bộ người chơi muốn tại bảy ngày về sau dạ phong liền tính không cần suy nghĩ cũng biết đám người này đoán chừng cùng lần này tông môn thi đấu có liên quan và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy giờ tác bằng Windows, Puppy giờ tác Windows, Puppy tác, Push Zonet, 7254X, BGSSP 7254U, URL. Nếu như thức thời, dạ phong có lẽ sẽ thả bọn họ một ngựa, hoặc là dạ phong cũng không ngại thanh lý rơi một hai đầu tiểu tôm cá nhãi nhép. Dù sao phàm nhân xâm lấn huyền huyễn thế giới, lại chuyện như vậy dám ở hắn mí mắt, đây không phải muốn chết sao? Đem rất nhiều ý nghĩ ném rơi, Dạ Phong lựa chọn bản thân tân thủ lễ bao cái cuối cùng vật phẩm. Mở ra tiểu thế giới phù, tên như ý nghĩa, có thể cho tùy cơ khiến Dạ Phong một cái tiểu thế giới, đến mức lấy được cơ duyên gì, hết thảy đều cần dựa vào Dạ Phong bản thân động thủ tiểu thế giới liền tựa như một cái cỡ nhỏ phó bản có thể lấy được cái gì đều xem dạ phong bản thân nghĩ tới tiểu thế giới cũng không thiếu có một ít có thể lợi dụng tài nguyên thừa dịp còn có bảy ngày sau đó tông môn đệ tử thi đấu thời gian dạ phong trước đi một chuyến hạo thiên tông môn phái chấp sự nơi nào đem dơ làm sự tình giao cho đối phương hắn về tới bản thân môn viện sau đó mới lựa chọn sử dụng mà ở một bên khác hạo thiên tông khói mây lượn lờ phía sau núi nơi này cổ thụ mỗi một viên đều đạt trăm trượng ẩn thiên tế nhật bất quá bởi vì nơi này hoang phế đã lâu vì vậy bình thường sẽ không có người tới nơi này lúc này một tên áo quần rách dưới thiếu niên chính nắm tay gầm nhẹ không cần nói hắn chính là tại môn phái cười nhạo bên trong mặt mày xám xịt rời đi tiêu hòa sư phó này dạ phong thực tế quá mạnh hắn thế mà là hóa thần cảnh chẳng lẽ liền tính ngài động thủ cũng không được sao ai đồ nhi a à, không cần lo lắng ngươi còn có thời gian chỉ cần ngươi đem đốt hoang quyết tu luyện đến tầng thứ ba lại phối hợp vi sư lực định có thể chiến thắng này dạ phong thế nhưng là tiêu hỏa muốn nói lại thôi hắn đầu óc thanh âm già nua vô cùng đáng tiếc nói ra tiểu nữ oa kia sự tình ngươi cũng không cần nghĩ, mặc dù vi sư cho rằng ngươi cùng nàng kết hợp lợi dụng phong trợ hỏa lực liền có thể khiến đốt hoang tuyệt ngày đi nghìn giảm. Nhưng vi sư lần này thật là đánh giá thấp này dạ phong, bất quá liền tính không có nữ oa kia, ngươi cũng không cần lo lắng, nên là sớm muộn gì ngươi là ngươi vi sư dùng đã từng phong hoàng cảnh đảm bảo. Tiêu hỏa nghe đầu óc thanh âm, tức khắc lệ khí ít một chút, cắn răng nắm chặt nắm đấm, hắn đáy lòng đem dạ phong xem là cướp dâu cừu nhân một loại. Đương nhiên, dạ phong có thể không có thời gian đi để ý tới hắn cái này một cái cá mặn, cái gọi là chân heo, cũng chính là như vậy hồi sự mà thôi. Mà còn giờ phút này, dạ phong đã tới một cái mở ra trong tiểu thế giới. Huyền huyễn vạn giới chi vô hạn phản phái y y dây tiên thiên chi cảnh. Bất quá run dế, 5 phần 5 cầu cất chứa, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Dạ Phong cảm thấy, cảm giác trở nên hoảng hốt cảm thấy sau đó. Hắn đã không tại hạo thiên tông bên trong, mà là xuất hiện ở một nơi khác, lớn mật người nào lại dám xông vào ta phái hoa sơn, đột ngột tới hét lớn rơi xuống, theo sau tranh một tiếng, dài kiếm xuất vỏ. Trực tiếp đối hắn đâm tới. Dạ Phong ngay tại chỗ không có di động một bước bởi vì đối phương không có bất kỳ linh lực ba động phổ thông người công kích đối với hắn cái này hóa thần tam đoạn cảnh giới cường già tới nói bất quá phàm trần run dế thôi trấn ngục thể trọng vô lượng dù là dạ phong đứng khiến hắn chặt cũng không hề có tác dụng lẳng lặng nhìn xem trường kiếm kia tập tới theo sau liền nghe được tranh một tiếng kim thiết đan chéo âm thanh, dạ phong lông tóc không tổn thương, ngược lại thanh trường kiếm kia răng rắc một tiếng, từng đoạn từng đoạn đứt từng khúc một màn này. Ở chung quanh nghe tiếng đuổi tới cầm kiếm đệ tử trong mắt, tức khắc con người bỗng nhiên co rụt lại bất quá cái này còn không có xong dạ phong tiện tay một chỉ chấn ngục thể đáng sợ lực bạo phát chỉ gặp trong nháy mắt tên kia tay cầm trường kiếm đâm đến từ người trực tiếp hóa thành huyết vụ liền thi thể đều không có máy sẽ lưu lại yên tĩnh. Tất cả cầm kiếm đệ tử bị một màn này chỗ rung động, cầm xem líu lưỡi nhìn qua này phảng phất như là như thần linh một chỉ bọn họ nhìn thấy cái gì. Ngày thường kiếm thuật cao siêu, đã hàng nhập giang hồ nhất lưu cao thủ đại sư huynh lại bị một người một chỉ hóa thành huyết vụ quái vật vẫn là thần sau đó làm bọn họ hồi thần lại, không một người lại đem ánh mắt nhìn về phía dạ phong thời điểm, nội tâm tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Thân, thể không nhịn được run, run, sợ run muốn lui về sau nhưng lúc này, dạ phong thanh âm truyền qua tới. Động giả chết, hời hợt nói, lại khiến người nhận đến tựa như Thái Sơn trầm trọng áp lực, toàn thân kinh mạch căng thẳng dưới, không một người ai cũng dám từ dạ phong thấy vậy mới bắt đầu đánh giá chung quanh chỉ gặp đây là một môn phái ở vào quần sơn giữa dạ phong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy này phái hoa sơn ba chữ lớn tại kết hợp hắn mới vừa thấy cái này hẳn là cùng loại cổ đại tiếu ngạo thế giới quan tiểu thế giới từ hắn bỗng nhiên lấy được khen thưởng phản phái hối đoái điểm hai vạn đến xem mới vừa này người là phương thế giới này lệnh hồ chân heo người nào lại dám xông vào ta phái hoa sơn tại hạ trưởng môn ngũ đệ tử cao minh trước đến đòi dậy nơi xa một người vội vàng qua tới thấy được dạ phong bên cạnh huyết vụ tức khắc răng thử muốn nớt rút kiếm mà tới đương nhiên đối mặt loại này phàm nhân dạ phong căn bản không có cùng hắn nói nhảm dự định tùy ý một chỉ trong nháy mắt lệnh vương minh con ngươi chậm rãi thu nhỏ chuyển là kinh hãi phía dưới hắn lợi kiếm từng đoạn từng đoạn đứt từng khúc sau đó hắn toàn bộ người cảm nhận được một cỗ căn bản không cách nào tưởng tượng lực phát xuống căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian thậm chí ngay cả không chữ đều không có nổi giận giống lên trong nháy mắt đem hắn trấn áp mà bạo nói nhảm không cảm thấy cảm giác quá nhiều dạ phong mở miệng nói xong chung quanh phái hoa sơn đệ tử lại không một người có can đảm tiến lên một chỉ đem người diệt làm huyết vụ, cái này căn bản không phải dùng nhân số có thể giải quyết sự tình dạ phong sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phía trước lầu các phía trên. Vẻn vẹn một cái ánh mắt quét qua, và URL bằng Windows, Location, Herb. Windows, Puppy Giơ Tác bằng Windows, Puppy Giơ Tác, Windows, Puppy Giơ Tác, năm Zonet, 7254X. BGSSP7254U UAL. Tiếp theo, oanh, một tiếng, chỉ gặp một cái đạo mạo trang nghiêm, đeo kiếm trung niên nam tử trực tiếp rớt phá lầu các chật vật vô cùng ngã xuống. Run dế đã tới, cũng không cần đứng cao như vậy, dạ phong thanh âm lúc này mới nhàn nhạt truyền tới. Mà làm bụi khói toái thạch tản đi, phái Hoa Sơn đệ tử cũng mới thấy rõ này người. Tức khắc không nhịn được hít vào một cái khí lạnh, chỉ gặp này chật vật vô cùng đạo mạo trang nghiêm người chính là bọn họ trưởng môn danh sưng quân tử kiếm nhạc bất quần trước mắt giang hồ phía trên đặt chân đỉnh phong người nhưng mà bọn họ hồi thần lại sau đó đối dạ phong ánh mắt tức khắc tràn ngập kinh hãi nội tâm ầm vang nhà mình trưởng môn đều bị người một cái ánh mắt nổ xuống vậy đối phương đến cùng là cảnh giới gì tại hạ trưởng môn nhạc bất quần, không biết các hạ cao nhân phương nào, quang lâm chúng ta phái hoa sơn. Chật vật nhạc bất quần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, mặt mày xám xịt đứng lên không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra. Mặc kệ đối phương là người là thần, hắn thân là một phái đứng đầu, tự nhiên còn có bản thân ngạo khí. Bất quá dạ phong cũng không có mở miệng, một giây sau hóa thần cảnh tam giai đỉnh phong tu vi vẻn vẹn thả ra một tia khí tức. Trong nháy mắt mơ hồ có thể thấy một đạo hoàng kim cự long hư ảnh ngút trời mà lên oanh ầm ầm. Cả tòa Hoa Sơn đều tại lắc lư thiên địa sụp đổ biến sắc phá thành mảnh nhỏ, tựa như thần ma hàng lâm, vô số Hoa Sơn đệ tử mắt thấy môn phái căn cơ Hoa Sơn sụp đổ ra vô số vết rách một man. Đầy mặt kinh khủng muốn thoát đi, nhưng mà cỗ kia đáng sợ khí tức lại đem bọn họ chết chết trấn áp tại tại chỗ, liền một tia phản kháng ý nghĩ đều đề không nổi tới liền làm tất cả người, bao gồm kinh hãi vô cùng nhạc bất quần đều tưởng rằng hoa sơn muốn xong đời thời điểm. Dạ phong mới ở chung quanh kinh dị trong ánh mắt thu hồi bản thân hóa thần cảnh tam giai đỉnh phong tu vi một tia hơn áp. Dạ phong nhìn xem vẻn vẹn thả ra khí tức liền tạo thành thiên địa dị động, không khỏi hơi nhướng mày. Cái thế giới này, quả nhiên là tiểu thế giới sao? thậm chí ngay cả hắn hóa thần cảnh tam giai một tiêu uy áp đều gần như không cách nào tiếp nhận. Dạ phong theo sau nhìn một chút mồ hôi lạnh trên trán như mưa điểm rơi xuống, tràn ngập kinh hãi nhạc bất quần, mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi bây giờ cho rằng ngươi còn có tư cách biết sao, không? Không dám, nhạc bất quần bận rộn cứng rắn tê dại ra đầu nói ra mới vừa trong nháy mắt đó, khiến hắn nhận biết được cái thế giới này tồn tại cái này không cách nào siêu việt người hắn cái gọi là tu luyện tử hà thần công quả thực liền là cái dám Tiên thiên chi cảnh, tại nhân ra trong mắt chỉ sợ run dế cũng không bằng. Đối với nhạc bất quần cái này người ngụy quân tử phản ứng, dạ phong cảm thấy cảm giác uy hiếp đầy đủ. Nhàn nhạt mở miệng nói ra trong vòng ba ngày ta muốn chỉnh cái giang hồ tất cả người tập hợp như có không từ đây chính là hạ tràng nói xong nhạc bất quần đã hoàn toàn tại rung động bên trong ngẩn người tại chỗ chỉ gặp hắn còn không có thấy rõ bọn họ phái hoa sơn căn cơ hoa sơn này thẳng nhập trong mây ba tòa chủ phong trong nháy mắt bị nạo rơi ps cất chứa hoa tươi đánh giá bình luận đều vô cùng trọng yếu nói ba lần